Dạy vang thể loại chương trình chuyên đề khoa giáo. Miền Tây không lũ, đơn vị sản xuất, Trung tâm Truyền hình Việt Nam, khu vực Nam Bộ. Tác phẩm phản ánh sức sáng tạo và ý chí vươn lên, vượt qua hạn mặn của người dân miền Tây. Không ai bẻ nạn chống trời, nhưng cũng không cam chịu buông xuôi khi thuận theo ý trời. Nắng mưa là chuyện của trời, lũ hay hạn cũng là chuyện của trời. Nhưng thích ứng thế nào là lựa chọn ở người. Dạy vang thể loại chương trình chuyên đề khoa giáo.